Xin chào quý anh chị đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo phiên bản tự động màu trắng. Ở thời điểm và cập nhật cho anh chị chiếc xe, giá xe của hai phiên bản Toyota Wigo ở thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2024 này. Và trong khi mà giới thiệu cho anh chị về giá bán của hai phiên bản thì em sẽ quay tổng thể xung quanh về ngoại thất cho anh chị xem một vòng nhé. Thì đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu và hiện tại thì em đang giảm là 5 triệu tiền mặt cho phiên bản này. Và anh chị đăng ký xong xuôi ra biển ở thành phố, ở các tỉnh có thuế 10% sẽ rơi vào khoảng 396 triệu lăn bánh. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 117 triệu là lăn bánh rồi. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 405 triệu và để thời điểm hiện tại bên em đang giảm là 5 triệu tiền mặt thì tính ra số tiền lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 446 triệu, và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 126 triệu. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo cả hai phiên bản. Thì trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.2 CVT kép có giá niêm yết là 405 triệu. Thì chiếc xe này hiện tại ở Toyota thì có những gì? Như anh chị thấy thì thiết kế của xe là thiết kế cũng khá là vung vắn cho cái thời điểm hiện tại, thì nó là xu hướng thiết kế mới của Toyota. Và ở phần đầu xe thì được trang bị nội cụm nhất thì nó vẫn là cái cụm đèn full LED ở đây, là LED chia khoang anh chị ạ. Phía dưới là có thêm đèn định vị. Còn ở phần thân xe thì phiên bản tự động này sẽ được trang bị là dạng phanh đúc, dạng la răng đúc. Còn nếu ở phiên bản số sàn thì sử dụng la răng hợp kim và có chụp nhựa. Cũng là ở phần thân xe thì chiếc gương của Toyota Wigo phiên bản này thì sẽ được sử dụng là gương chiếu hậu chỉnh điện và có cả chức năng cảnh báo điểm mù trên gương và chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Còn ở phần cánh cửa thì cũng có cả chức năng là núm cảm ứng để khi mà mình dùng cái chìa khóa thông minh ấy, là mình chạm vào cửa xe là cửa xe sẽ tự động mở. Và chiếc xe Wigo này thì được trang bị hai cảm biến ở hai bên cánh cửa phía trước. Còn ở phần đuôi xe thì anh chị thấy là có thiết kế khá là đơn giản, tuy nhiên là cũng được trang bị thêm những cái tính năng để hỗ trợ lái xe như là cam lùi và có hai cảm biến sau. Đó là về phần nội thất, ngoại thất. Còn ở phần nội thất thì em sẽ quay cho anh chị xem chiếc xe này nội thất thì có những gì. Nội thất của Toyota Wigo thì không có nhiều thay đổi. Đối với em, cái thay đổi lớn nhất của chiếc xe Toyota Wigo này thì vẫn là về máy móc, chuyển từ i4 sang i3. Tuy vẫn là 1.2, tuy nhiên là nó rất phù hợp với cả hộp số DCVT mới, thay thế so với cái hộp số AT ngày xưa. Thì nó cho ra cái vận hành rất là tiết kiệm, chỉ khoảng 5.2 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Và cái trọng lượng máy giảm này, rồi cái dung tích động cơ vẫn giữ, thì họ tiết kiệm hơn rất nhiều và chi phí nó cũng giảm đi. Còn ở phần nội thất thì không khác nhiều, có một vài điểm khác biệt là có cái phần cần số này đã thay đổi. Có cái ghế thì vẫn là ghế nỉ, tuy nhiên là có một thay đổi là tất cả các tựa đầu ở các hàng ghế đều thay đổi được độ cao. Đó là về phần tựa đầu, còn ngày xưa là cái tựa đầu cố định. Và một cái thay đổi nữa là về cái điều chỉnh cái ghế lái này, thì hiện tại là chỉnh cơ 6 hướng. Nó đã bổ sung thêm cao thấp nữa, nên là anh chị bây giờ ngồi lái Toyota Wigo thì sẽ thoải mái hơn ngày xưa rất nhiều. Còn các cái trang bị khác thì cũng cơ bản ở trên xe. Có màn hình theo sẵn xe này, cụm điều chỉnh điều hòa điện tử, thì có chế độ mắc cool. Chế độ này thì rất là tiện, anh chị nào đi ở thời tiết như mùa hè ở mình ấy thì nó làm mát rất là nhanh. Còn hàng ghế 2 của xe, thì cái hàng ghế 2 của xe Wigo thì rất là rộng rãi anh chị ạ. Đó. Có khay để cốc này, rồi ghế hàng 2 thì vẫn là ghế nỉ mà có móc khóa ghế trẻ em cho cái hàng ghế thứ hai hai bên. Đó. Phần cốp xe, em sẽ mở phần cốp cho anh chị xem nhé. Phần tuy là một chiếc xe nhỏ hạng A, tuy nhiên là cái phần cốp của xe Toyota Wigo này rất là rộng rãi, để đồ cơ bản cho một gia đình là đầy đủ.
Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo màu trắng phiên bản số tự động. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các dòng xe khác hay dòng xe Toyota Wigo thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.